Thưa quý vị và các bạn, mặc dù điều kiện đến trường gặp nhiều trở ngại, nhưng em Nguyễn Hữu Lý ở xã Thành Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp vẫn tìm đến tri thức bằng nghị lực vượt khó của chính mình, mong sao có được việc làm ổn định trong tương lai để phụ giúp cha mẹ và nuôi sống bản thân. Hiện em đang học năm thứ nhất, chuyên ngành công nghệ thực phẩm, trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp. Một gương sáng hiếu học kỳ này xin giới thiệu về em, Nguyễn Hữu Lý. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Em Lý thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Ba thì hiện đang bệnh, cho nên là chỉ có mình mẹ là lao động chính, chỉ có bán nước để kiếm thêm để lo cho em đi học. Còn bản thân em Lý thì từ nhỏ là nó học rất là giỏi rồi, có rất là nhiều cố gắng trong học tập, rất là ngoan. Em thì rất là ngoan, cho nên là khi lớn lên thì em cũng học thêm ở ngoài trung học phổ thông Trường Sơn, rồi hiện tại giờ là em là sinh viên của trường cao đẳng cộng đồng Pháp. Bản thân em có rất là nhiều cố gắng, nhiều nỗ lực. Lý này cũng cố gắng vươn lên, học từ nhỏ, từ hồi lớp 1 mà dài lên tới lớp 12 vẫn giữ vững cái danh hiệu là học giỏi. Tại vì mình khó khăn rồi, thành ra mình muốn cho con học cho nó phấn đấu lên, hơn nữa sau này nó ra trường nó mần có tiền để thu nhập vô để nó giúp cha mẹ với xã hội, thì con không đi học là không có tương lai, tại vì có con đường học là mới có tương lai thôi, thành ra phải ráng lo cho nó, giàu cỡ nào cũng phải ráng lo cho nó, chứ không khi nào mà để cho nó bỏ học được. Từ cái khó khăn đó mình có cái động lực mình học tốt hơn, giờ chuyện học là chính, giờ mình học tốt thì sau này mình ra sẽ giúp ích cho gia đình nhiều hơn. Việc có kiến thức thì giúp sau này giúp cho mình ra làm thì sẽ khỏe hơn, trình độ thì có thể là nâng cao hơn khi mà mình muốn làm bất kỳ việc gì cũng dễ. Đến chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của Nguyễn Hữu Lý, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành công nghệ thực phẩm, trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, chương trình Gương sáng hiếu học do Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp và Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp phối hợp thực hiện đã trao tặng em một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Suất học bổng này do công ty cổ phần dược phẩm Imedfarm tài trợ. Ngoài ra, trong buổi lễ trao học bổng còn có rất nhiều các nhà hảo tâm, các bạn thường quân, các đoàn thể chính quyền địa phương cũng đã đến động viên hỗ trợ cho em Nguyễn Hữu Lý thêm 17 triệu 700 ngàn đồng. Em rất là xúc động. Thấy khi học nhận được học bổng thì mình càng phải cố gắng nỗ lực học tập hơn, không phụ những người đã giúp đỡ cho mình. Tiếp tục quan tâm chia sẻ với Nguyễn Hữu Lý, sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành công nghệ thực phẩm, trường cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, hoạt đóng góp vào quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sát để giúp đỡ cho những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mời quý vị và các bạn vui lòng liên hệ về địa chỉ Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp, số 6 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0277 3857 783 hoặc một gương sáng hiếu học Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp, số 16 đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0277 3854 337. Đến đây thì một gương sáng hiếu học cũng xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.